Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 25 Xin mời Mở bản Kinh ra, phần Khoa Chú, trang 160. Đến ngược đến hàng thứ ba, xem Kinh Văn. Phật cáo Tứ Thiên Vương. Thiện tai thiện tai, ngô kim vị nhữ, cập vị lai hiện tại, thiên nhân chúng đẳng, quản lợi ít cố. Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ư Sa Bà Thế Giới Diêm Phù Đề Nội Sanh Tử Đạo Trung Từ ai cứu bạc Độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh Phương tiện chi sự Bồ Tát Tiếp nhận Lời dặn dò của Phật Tiếp nhận lời ủy thác của Phật Đặc biệt là Chúng sanh can cường khó giáo hóa của thời mạt pháp ngài dùng tâm từ bi vô tận vô lượng trí huệ và phương tiện hóa thân ở thế gian này ở trong xã hội ngài hóa thân thành già trẻ nam nữ các ngành các nghề đều có nếu không phải là người minh nhãn sáng mắt thì không thể nhìn thấy được người sáng mắt thấy rất rõ ràng thấy rất minh bạch người dùng vô tận phương tiện làm ở trong đó không nhất định là thể hiện thành thân phận xuất gia mọi người hiện nay không hiểu về Phật pháp đều cho rằng Phật pháp là mê tín có sự chướng ngại nghiêm trọng Nếu thì hiện người xuất gia giáo hóa chúng sanh Có thể sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện Nên Bồ Tát thị hiện thân phận tại gia Rất nhiều rất nhiều Đều là khuyên người hướng thiện Sửa chữa lỗi lầm Hôm qua Có đồng tu từ Đài Loan Mang đến một số băng ghi hình Có một cậu bé đọc kinh Tôi nghe xong mấy đoạn Cảm thấy rất xúc động Đạo lý mà cổ thánh tiên hiền nói Không phải là học thuyết của cá nhân họ Thí dụ khổng tử Những gì mà khổng tử nói là học thuyết của ngài sao Những gì mà lão tử nói là học thuyết của ngài sao Những gì mà thích ca mâu ni Phật là học thuyết của ngài sao Không phải đó là gì là học thuyết xứng tánh là bản tánh của tất cả chúng sanh chân tâm của tất cả chúng sanh là trí huệ đức năng của pháp vốn đầy đủ nơi tất cả chúng sanh các ngài nói là những điều này nếu như bạn nói là của một người nào đó thế thì bạn nhìn sai rồi là trí huệ đức năng vốn có ở trong tâm tánh của chính chúng ta thuần thiện không có xen tạp nếu như có thể phát huy ra được thì có thể thực sự đạt đến thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ những đạo lý này không có liên quan đến một cá nhân nào khác Các ngài tâm địa thanh tịnh. Từ bi bác ái. Các ngài thấy đạo rồi, Phật pháp chúng ta nói là minh tâm kiến tánh rồi, các ngài chứng đạo rồi. Còn chúng ta là mê hoặc điên đảo, chưa có thấy đạo, chưa có chứng đạo. Nếu chúng ta chứng đạo rồi thì không có khác gì so với các ngài. phải làm sao mới có thể chứng được gì phải phá chấp ngã phải phá chấp pháp cách phá như thế nào niệm niệm gì chúng sanh không nên nghĩ cho mình niệm niệm gì phật pháp là sự nghiệp của chúng ta sự nghiệp của chúng ta chính là phật pháp phật pháp là gì phật là giác ngộ pháp là phương pháp Phương pháp khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ liền gọi là Phật Pháp Giúp tất cả chúng sanh phương pháp giác ngộ Bạn chính là Hoàng Dương Phật Pháp Chúng ta ngày nay ở thế gian này Là làm cái ngành nghề này Ngành nghề này nếu dùng cách nói hiện nay để nói Chính là người làm công tác giáo dục xã hội Nói vậy mọi người dễ hiểu Thích Ca Ni Phật năm xưa còn tại thế Ngài làm công việc gì vậy? Giáo dục xã hội Hơn nữa là làm thiện nguyện Không nhận lấy một xu nào Của người tiếp nhận giáo dục Hoàn toàn là nghĩa vụ Là người làm công tác thiện nguyện Giáo dục xã hội Chúng ta là học trò của Phật Phải tiếp nối huệ mạng của Phật Phật đã làm cả đời Chúng ta là đệ tử học Phật Nhiều đời nhiều kiếp Hãy tiếp tục không ngừng chăm chỉ nỗ lực mà làm Nhất định phải làm tốt việc giáo dục xã hội này Đối tượng của giáo dục xã hội là tất cả chúng sanh Không phân biệt già trẻ nam nữ Không phân biệt giàu nghèo sang hẹn Cũng không phân biệt cõi trời hay nhân gian chúng sanh trong chính pháp giới phải đều đối xử bình đẳng chúng ta phải học làm thầy làm phạm thầy là chuẩn mực của đại chúng xã hội phạm là mô phạm chúng ta không làm được bạn phải sanh tâm hổ thẹn chủ tâm của chúng ta tâm của chúng ta có thể làm gương cho đại chúng xã hội hay không Ngôn hạnh của chúng ta có thể làm gương cho đại chúng xã hội không? Phải thường xuyên nghĩ như vậy Phạm làm việc gì Không thể làm gương tốt cho đại chúng xã hội Thì nhất định không được làm Ý nghĩ nào không thể làm gương tốt cho đại chúng xã hội Thì không được nghĩ đến Như vậy mới được chư Phật Bồ Tát hộ niệm Chư Phật Bồ Tát gia trì Long thiên thiện thần ủng hộ Chúng ta đang thúc đẩy Giáo dục xã hội này Singapore có thể làm được chút thành tích này Là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên Và các vị đồng tu ở nơi đây Những vị cán bộ cấp dưới của ông và tưới chúng động tu của chúng ta không có tư lợi tại vì sao nơi khác không thể xây dựng thành công phật không có tâm phân biệt không có yêu thích thiền đạo đại sư nói rất hay đều là do gặp duyên khác nhau đại chúng ở nơi này một lòng một dạ quên mình vì người ngày ngày luôn nghĩ vì Phật pháp vì chúng sanh, không phải vì chính mình. Cho nên được sự cảm ứng vô cùng thụ thắng. Sự cảm ứng này chúng ta ở nơi đây đều cảm nhận được rất rõ ràng. Cảm ứng rõ ràng, không thể nghĩ bạc. Chúng ta ở nơi đây làm hình mẫu tốt Người xuất gia làm nên tấm gương tốt của người xuất gia Đạo tràng làm nên tấm gương tốt của đạo tràng Hy vọng mọi người đến nơi đây Tha mộc Chỉ đạo Sau đó Đem mô hình này xây dựng các nơi Trên toàn thế giới Hy vọng họ xây dựng tốt đẹp hơn So với nơi đây Ngàn ngữ thường nói Hậu sanh khả úy Câu nói này rất có đạo lý Vì sao là hậu sanh khả quý Xây dựng sao nhất định tốt đẹp hơn cái trước Cái trước có rất nhiều khuyết điểm thiếu sót Họ đều cải tiến hết rồi Cho nên Cái càng làm gì sau Thì càng thù thắng Càng tốt đẹp hơn Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh Mới có thể hóa giải kiếp nạn của thế giới Chúng ta không hy vọng mọi người đến nơi đây để tham học Rồi không muốn đi ở lại nơi này Điều này không tốt Nhìn thấy mô hình này rồi Thì hãy trở về các nơi Trở về nơi của mình để mà làm Khắp nơi xây dựng đạo tràng chánh pháp Thì thế giới này mới được cứu giảng Các bạn thật sự học được thứ cần học Thật sự hiểu được ý của Phật Nguyện giải như lai like chân thật nghĩa Giới thiệu qua tứ thiên dương với các vị Thế Tôn nói Tứ Thiên Dương chữ cáo là người trên đối với người dưới Những cách dùng từ này chúng ta cũng phải biết Thiện tai, thiện tai Hai chữ thiện tai có hai ý nghĩa Một chữ là khen ngợi họ hỏi rất hay Đã hỏi gì lợi lạc hữu tình Những vị thiên vương, thiên thần này các chị nên biết, rất nhiều vị là do Phật Bồ Tát hóa thân. Họ không phải là quỷ thần. Nếu như thật sự là phàm phu thì không thể hỏi được như vậy. Bình thường có rất nhiều vấn đề nhưng nhìn thấy Phật thì không nói được một câu nào, không biết hỏi gì. Có thể hỏi được như vậy đều là Phật Bồ Tát hóa thân thị hiện, đều không phải là người bình thường. chữ thiện tai thứ hai là khen ngợi họ, họ là khéo bảo vệ thế gian. Bảo vệ thế gian quan trọng là phải khéo bảo vệ. Chữ này hiếm có. Họ có phương tiện thiện xảo. Bảo vệ người thế gian khiến người thế gian giác ngộ. Khiến người thế gian loạn ác hướng thiện. Vậy mới gọi là khéo bảo vệ Phật thuyết pháp ở nơi đây Chúng ta xem Lời trên Kinh văn nói là Giống với ý nghĩa của tài liệu tôi giảng Ngã kim vị nhữ Cặp vị lai hiện tại thiên nhân đẳng chúng Thiên nhân đẳng chúng Chính là chúng sanh lục đạo Chỉ nói đến thiên và nhân Còn những cõi khác tỉnh lược bớt rồi Đẳng chính là lục đạo đặc biệt thương xót chúng sanh lục đạo. Bạn thử nghĩ xem, nghe ở trong pháp hội. Tại cung trời đau lợi này, ý của Phật rất rõ ràng, không chỉ là đại chúng tham dự pháp hội lúc đó tại cung trời đau lợi, pháp môn này sẽ được lưu truyền lại. Những thính chúng không hiện diện tại đó, không biết bao nhiêu mà kể, là giống như chúng tôi hiện nay ngồi trước máy ghi hình vậy. được truyền hình qua vệ tinh và mạng Internet truyền đi khắp nơi trên toàn thế giới. Người hiện nay nghe chúng tôi giảng kinh. Tương lai chúng tôi giảng sanh không còn ở đời nữa. Thì băng đĩa này vẫn còn lưu giữ lại. Người sau này vẫn còn có thể nghe được tôi nghe nói hiện nay trình độ chế tạo ra những băng đĩa này rất cao có thể bảo tồn được vài trăm năm chúng tôi không có tuổi thọ dài như vậy hai trăm năm sau những người đó vẫn có thể nghe được băng đĩa của chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh này cho nên chúng ta ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp đời sống của chúng ta nhất cử nhất động từng lời nói hành động chí ít phải chịu trách nhiệm đối với thính chúng của hai trăm năm sau Trong đây câu nói này của Thế Tôn Là hàm chứa nhiều ý nghĩa ở trong đó quản lợi ích cố Lợi ích trọng lớn Khi nói pháp môn địa tạng Tuyên dương pháp môn địa tạng Chỉ có pháp môn địa tạng Mới có thể độ chúng sanh Trong 9.000 năm thời mạt pháp đạo lý của nho gia rất hay đạo lý của đạo gia cũng hay đạo lý của phật pháp đại thừa cũng hay nhưng hiện nay không có ai chịu nghe không có ai chịu tiếp nhận người nào đọc kinh được một lần xem như là khá lắm rồi có thể làm theo kinh thì không có rồi pháp môn địa tạng là dạy pháp môn căn bản cho nên những năm trước đây Tôi có diễn giảng lưu động Tại mấy thành phố lớn Ở bờ đông nước Mỹ Giảng đại ý của Kinh Địa Tạng Bởi vì thời gian ngắn Mỗi nơi chỉ có 7 ngày Không có cách gì giảng Kinh được Chỉ giảng đại ý Có một số đồng tu liền hỏi tôi Pháp Sư à Chẳng phải thầy là chuyên môn Hoàng Dương Tịnh Độ Sao nay thầy giảng Kinh Địa Tạng Có phải là xen tạp những thứ khác rồi không Họ hỏi rất hay Tôi cũng bảo thiện tai thiện tai hỏi rất hay Tôi trả lời tôi vẫn là giảng tịnh độ Vẫn là chuyên tu chuyên hoàng Họ hỏi kinh địa tạng là gì Tôi nói kinh địa tạng là một câu nói trong tịnh độ tông Câu nói nào vậy Là kinh Phật quán vô lượng thọ Nói về tam phước Câu này mọi người biết Là nền tảng tu hành của tịnh tông chúng ta Pháp hành chúng ta là đề sướng tam phước Lục hòa, tam học, lục độ Mười nguyện phổ hiện Cái này mọi người đều biết mà Bộ kinh địa tạng này Chính là phước đầu tiên của tam phước Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Tâm từ không giết hại Tu mười nghiệp thiện Các bạn thử nghĩ xem Bộ kinh địa tạng này có phải nói điều này không Tôi vẫn là giảng tịnh độ mà Không có lìa khỏi Vẫn là chuyên tu chuyên hoàng mọi người mới hiểu ra bộ kinh này là nói tỉ mỉ bốn câu nói này từ chỗ này các vị cũng có thể thể hội được nghĩa thú trong kinh hoa nghiêm hoa nghiêm nói một tức tất cả tất cả tức một xin thưa với các vị là bất kỳ một bộ kinh nào cũng hàm nhiếp tất cả kinh khác. Tất cả các kinh cũng có thể gom vào một bộ kinh. Thông những có thể gom vào một bộ kinh, xin thưa với các vị có thể gom vào ý của một câu. Thí dụ chỗ này, Phật nói với Tứ Thiên Vương là thiện tai thiện tai. Tất cả kinh trong 49 năm của Phật cũng có thể cho vào chữ thiện tai. Thiện tai là hàm nhiếp tất cả kinh là hàm nhiếp tất cả nền tảng. Hai câu nói thiện tai thiện tai cũng có thể cho vào tất cả kinh. Tất cả kinh cũng có thể gom vào hai chữ này. Pháp là viên dung. Vì sao vậy? Xứng tánh. Bạn có thể thể hội được tánh đức thì một nhiều không hai lý sự viên dung làm gì có ngăn ngại bên dưới đây là nêu ra mấy thí dụ tứ đại thiên vương ngôn duy nhiên thế tôn nguyện nhạo dục văn Thế Tôn kể chuyện Khen ngợi họ Họ đáp duy nhiên Duy nhiên là lời đáp Vô cùng cung kính Loại thái độ Thưa thỉnh Đáng nhận này Đều là điểm mà chúng ta cần phải học tập nguyện nhạo dục văn mới có thể được thọ dụng nguyện là thật tâm tình nguyện vui vẻ mà tiếp nhận tiếp nhận phải y giáo phụng hành nếu không thể làm được thì bốn chữ nguyện nhạo dục văn này là trống không rồi Nhất định phải làm được Xin mời xem kinh văn dưới đây Phật cáo tứ thiên vương Địa tạng Bồ Tát Cũ viễn kiếp lai Ngật chí ư kim độ thoát chúng sanh Do vị tất nguyện Từ mẫn thử thế tội khổ chúng sanh Phục quán vị lai Vô lượng kiếp trung nhân Mạng bất đoạn Dĩ thị chi cố hữu phát trọng nguyện Trên thực tế Bồ Tát Địa Tạng Ở chỗ này hiện thân thuyết pháp về chúng ta Vậy chúng ta điều gì vậy? Vì chúng ta phải không ngừng phát nguyện Cho nên Ở trong thời khóa sống tối của chúng ta Đều có phát nguyện Vãng san luận của Bồ Tát Thiên Thân Trong pháp môn ngũ niệm Có phát nguyện Phải thường xuyên phát nguyện Vì sao vậy? Ba ngày không phát nguyện thì quên hết sạch sẽ rồi Phàm phu Tập khí nghiệp chướng quá nặng Bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bên ngoài thì có ngũ dục lục trần cám dỗ. Chúng ta sống ở trong môi trường này. Nếu hằng ngày không đọc kinh, hằng ngày không phát nguyện thì bạn không thể giữ được rồi. Bạn nhất định bị làn sóng này thôn tính rồi. Hay nói cách khác bạn nhất định vẫn cứ tạo sanh tử luân hồi Bạn nhất định đọa vào ba đường ác như cũ rồi Chúng ta cần phải từng giây từng phút mà cảnh giác Ở trong dòng nước lũ Thác lũ này Bàn chân chúng ta phải đứng thật vững hơi có một chút khinh suất liền bị cuốn trôi mất làm sao bàn chân có thể đứng vững được gì đây chính là pháp môn địa tạng cho nên tôi trước đây khi mỗi đạo tràng mới được xây dựng lên thì những định bộ kinh giảng đầu tiên là kinh địa tạng chúng ta có đất rồi đạo tràng này thành lập không có giảng bộ kinh này nhân duyên lần này quá tốt rồi rất hiếm có nhờ y chỉ của lão hòa thượng nhân đức thầy là đại biểu cho bồ tát địa tạng ngày nay của chúng ta Là đấng cứu thế của chúng sanh thời mạt Pháp Là Chúa cứu thế Chúng ta đi theo Lão Hòa Thượng Chúng ta cần đem pháp môn này Phát huy rạng rỡ Nên đạo tràng này khi mới xây dựng lên Cũng có thể giảng bộ kinh địa tạng ở nơi đây Là phù hợp với bổ nguyện của chúng tôi Vô cùng hiếm có bộ băng ghi hình này sẽ lưu thông rất rộng giúp cho những đạo tràng mới xây dựng vì chúng tôi không có cách gì phân thân không thể đến đó giảng kinh được những bộ băng ghi hình này sẽ có tác dụng chúng ta phải thể hội được bồ tát từ kiếp lâu xa mãi cho đến ngày nay tại vì sao độ thoát những chúng sanh này mà đại nguyện của ngài vẫn chưa viên mãn đúng như lời trên kinh nói diêm phù đề chúng sanh can cường nan hóa tình trạng của mỗi đường trong lục đạo đều như nhau đại sư thiên thai khai diễn pháp hoa nói chúng ta bách giới thiên như đó là chân tướng sự thật ở trong mỗi pháp giới đều có thập pháp giới. Chúng ta từ trong tâm chân thành khởi niệm A Di Đà Phật là pháp giới Phật. Khởi niệm Bồ Tát địa tạng là pháp giới Bồ Tát. Khởi niệm tham sân si là pháp giới của ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. nghiệp nhân quả báo của thập pháp giới đang chuyển biến trong từng niệm đây là hiện tượng luân hồi đây là nghiệp nhân cơ bản của luân hồi chúng ta tuân theo lời di giáo của đức phật có duyên đọc tụng kinh điển đại thừa đây chính là Bồ Tát Địa Tạng độ chúng ta Độ chúng ta từ ba đường ác đến nhân thiên Độ đến Pháp giới Phật Bồ Tát Tánh thức Của chúng ta Ương ngạnh khó giáo hóa Rời khỏi giảng đường Xếp quyển kinh lại Lại đọa lạc rồi Lại đọa vào địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Chẳng phải hàng ngày làm việc này sao Cho nên làm phiền Bồ Tát Địa Tạng Từ kiếp lâu xa đến nay Mỗi ngày phải phát nguyện Vì thương xót những chúng sanh tội khổ như chúng ta đây Giác căng của chúng ta không kiên cố Nguyện lực của chúng ta không mạnh mẽ Tính tâm rất yếu ớt Không chống nổi lại tập khí phiền não Cho nên Bồ Tát thấy rất rõ ràng Vô lượng kiếp trung Nhân mang bất đoạn Nhân mang là thí dụ Giống như cỏ dại vậy Cỏ dại một um tùm Rất khó trừ bỏ hết Thí dụ cho tập khí phiền não của chúng ta Tạo nghiệp thọ báo Luân hồi vô tận Dùng bốn chữ này để miêu tả là quá hay rồi Thế nhưng Bồ Tát không nản lòng Bồ Tát không lùi bước Vẫn cứ hết lòng hết sức Giúp đỡ chúng sanh cho nên thế tôn nói tiếp như thị bồ tát ư ta bà thế giới diêm phù đề trung bách thiên giảng ức phương tiện nhi vi giáo hóa thế giới ta bà đặc biệt chỉ cõi diêm phù đề diêm phù đề chính là địa cầu của chúng ta ngày nay có duyên rất sâu dày với chúng sanh trên địa cầu chúng ta ba nghiệp của bồ tát khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành vi chỉ có một mục đích là lợi ích cho tất cả chúng sanh phật ở trong tất cả kinh điển thường nói Thật sự là đã nói cả ngàn lần dạng lần rồi Mà chúng ta vẫn không nhớ như cũ Phật dạy chúng ta Thọ trì, đọc tụng, di người, diễn thuyết Cái gì thử nghĩ câu nói này Phật ở trong tất cả kinh đã nói bao nhiêu lần rồi Nói rất khẩn thiết Thọ trì Phật ở trên kinh nói ra những đạo lý Phương pháp Cảnh giới này Chúng ta phải tiếp nhận Trì là gìn giữ Sau khi tiếp nhận rồi thì phải gìn giữ Không được để mất Đem những đạo lý mà Phật nói Tiếp nhận như thế nào? Biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta Ở trong đời sống thường ngày Là chúng ta tiếp nhận rồi Cách nghĩ cách nhìn của chúng ta Giống như trên Kinh Phật nói vậy Như định không được làm trái lại Chúng ta tiếp nhận những đường lối này của Phật Những phương pháp mà Phật nói trên Kinh này biến thành hành vi đời sống của chúng ta chúng ta phải làm đến được cảnh giới phật nói trên kinh biến thành sự hưởng thụ hiện tiền của chính chúng ta vào cảnh giới của phật như vậy tự tại biết bao vui sướng biết bao là tự thọ dụng. Tự thọ dụng chính là tha thọ dụng. Đời sống của chúng ta thể hiện ra chính là tấm gương cho người khác. Diễn chính là biểu diễn. Biểu diễn là làm cho người khác xem. Nói được phải làm được. Làm cho người khác xem. thật sự là chuẩn mực cho đại chúng xã hội là mô phạm cho đại chúng xã hội hai năm trở lại đây chúng tôi giảng kinh hoằng pháp tại mỗi nơi chúng tôi có một cái đề mục chung là học vi nhân sư hành vi thế phạm chúng tôi dùng tám chữ này để làm đề giảng chung Đề mục này khi mọi người nhìn thấy Sẽ không đến nỗi hiểu lầm Chúng ta là mê tín Không đến nỗi hiểu lầm Là chúng ta đang làm việc tôn giáo Chúng ta làm sao Có thể đưa Phật Pháp Trở về giáo dục Xã hội Tứ chúng đệ tử Của cửa Phật Là người làm công tác giáo dục xã hội thì phật pháp mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh rộng khắp lời nói này nghĩa như thế nào những tôn giáo tín ngưỡng khác nhau họ cũng đến học phật rồi những chủng tộc văn hóa khác nhau họ cũng thích học phật thì phật pháp mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh nếu như nói phật pháp là tôn giáo thì những tôn giáo khác nó không thể dung nạp được là không thể tiếp nhận rồi nhưng phật pháp là giáo dục xã hội thì chúng ta đột phá được giới hạn tôn giáo rồi bất luận tín đồ tôn giáo nào cũng có thể học phật được đều có thể làm đệ tử phật được chẳng hề trái lại tôn giáo mà họ tín ngưỡng là giống như những gì trong hoa nghiêm hiển thị bà la môn bà la môn giáo không phải phật giáo biến hành ngoại đạo họ cũng là thuộc tôn giáo khác cũng không phải là phật giáo đều là bồ tát bồ tát thị hiện vào trong ngành nghề đó của họ để giáo hóa loại chúng sanh đó Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Cho nên chúng tôi nhìn thấy cơ đốc giáo liền khen ngợi Chúng tôi gặp mục sư liền chấp tay lễ kính Xin chào Bồ Tát mục sư Gặp Hồi giáo Chúng tôi cũng chấp tay lễ kính chào Bồ Tát giáo sĩ Hồi giáo Đều là Bồ Tát mà họ đến hỏi tôi thầy gọi tôi là bồ tát có ý nghĩa gì bồ tát là người có trí huệ giác ngộ thì gọi là bồ tát có phải ông có trí huệ không có phải giác ngộ không gật đầu đồng ý vậy anh chính là bồ tát rồi thân phận hiện nay của bạn là giáo sĩ hồi giáo thì chính là bồ tát giáo sĩ hồi giáo thân phận hiện nay của bạn là mục sư thì bạn chính là bồ tát mục sư ở trên kinh phật thân phận của bạn là đồng nam đồng nữ thì là bồ tát đồng tử bồ tát đồng nữ thân phận của bạn là tể quan thì bạn là bồ tát tể quan hễ là người có trí huệ giác ngộ rồi đều gọi là bồ tát bồ tát thì tuyệt đối không phải là hình tượng tạc đắp bằng gỗ hay xi măng cúng ở trong chùa cho người ta bái lại bạn nghĩ như vậy là nghĩ sai rồi đó là pháp tượng trưng bồ tát là sống động không phải là chết cứng mỗi người đều là bồ tát thì thiên hạ thái bình tai nạn được hóa giải ngay cho nên giáo dục phật đà nền giáo dục xã hội cứu cánh viên mãn này có thể phổ biến được ở thế gian này mục đích cuối cùng nó phổ biến là chuyển phạm thành thánh đây chính là mục tiêu tất cả mọi người đều thành bồ tát các ngành các nghề thấy đều là bồ tát thì xã hội này làm gì còn tai nạn được chứ cảnh chuyển theo tâm chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này cho nên chư Phật Bồ Tát dùng vô lượng pháp môn phương tiện Để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Phải biết cách tùy cơ mà thuyết pháp Bạn xem ở trên Đại Kinh Nói những vị Bồ Tát này Chư Phật Bồ Tát Cần dùng thân gì được độ Thì liền hiện thân đó Hai chữ được độ này cách giảng như thế nào vậy? Dùng cách nói hiện nay để nói Cần phải dùng thân phận như thế nào Để giúp đỡ họ Mà liền thị hiện thân phận đó Chữ độ dùng cách nói hiện nay Chính là giúp đỡ Cần nên nói pháp môn gì Thì bạn mới tuyên thuyết pháp môn đó cho họ Quan sát căn cơ là rất quan trọng Ở trong kinh dịch Của cổ nhân Trung Quốc có nói Quán hồ thiên văn dĩ sát thời biến Thiên văn là gì? Mỗi đêm ngước mắt nhìn sau lên trời Vậy gọi là thiên văn sao? Lời của Thánh Nhân sâu rộng vô hạn có một số người không biết quan sát thiên văn là thế nào mỗi đêm họ quan sát hiện tượng xem số lượng và góc độ các vì sao trên trời có biến đổi gì không đây là gì không hiểu ý của thánh nhân thiên là thiên nhiên chính là tự nhiên văn là nói đến văn chương Chữ văn ở trong thuyết văn giải tự Ý nghĩa của chữ văn là gì? Vẽ một nét đó là văn Cái ý nghĩa này chính là nói Bạn quan sát hiện tượng trong thế gian Thiên văn chính là hiện tượng xã hội Bạn từ trong hiện tượng xã hội Bạn có thể thể nghiệm được Thế giới này có những biến đổi gì Tôi ở phần trước có giới thiệu về Tứ Đại Thiên Vương với các vị Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương Là biểu thị cho ý nghĩa này Ngài biết nhìn Khéo giỏi về quan sát trên tay ngài cầm là rồng rắn rồng rắn là đại biểu cho biến hóa trên tay này cầm trái châu trái châu là đại biểu ở trong biến hóa có đạo lý bất biến nắm vững được nguyên tắc bất biến thì có thể ứng phó được với thời thế thay đổi trong kinh dịch cũng nói như vậy chúng ta có biết nhìn hay không chúng ta thường ngồi xe chúng ta rất ít khi đi tản bộ rất ít khi đi tham quan du lịch ngồi xe đi trên đường bạn nhìn thấy những hiện tượng gì bạn thử xem những tấm quảng cáo hiện nay Thử xem trên xe hơi hay xe buýt công cộng Những hoa văn hình vẽ Thử xem người tuổi trẻ mặc những bộ y phục đó Đây là thiên văn Trong tâm chúng ta hiểu rõ rồi Hiểu rõ điều gì Phật nói ở trên kinh Tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông hành đó chính là tà sư Khiến cho những người thế gian Những gì mà sáu căn họ tiếp xúc được Là cảnh giới yêu ma quỷ quái Họ trải qua đời sống gì vậy? Đời sống yêu ma quỷ quái Bồ Tát nhìn thấy hiện tượng này Thì tâm thương xót liền sanh khởi lên ngay Làm sao cứu độ họ đây? Chúng ta may những chiếc áo thun bạn mặt trên đó in dòng chữ a Di Đạo Phật Tên danh hiệu Phật Bồ Tát In dòng chữ Biết Ân, Báo Ân Số lượng của chúng ta ít Còn số lượng của họ quá nhiều Chúng tôi nghĩ ra phương pháp này Người có trí huệ và lòng nhân đức Người thực sự phát tâm Bồ Đề chúng ta phải dùng những phương pháp này để tuyên truyền rộng rãi. Những buổi diễn giảng quy mô lớn ở bên ngoài chúng ta tặng quần áo để cho người trẻ tuổi người nào cũng mặc, ra đường đều nhìn thấy A Di Đà Phật, ra đường đều nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thế thì rất tốt. Tổ đức có câu, người biết số mệnh thì không oán trời người biết mình thì không oán người từ đó cho thấy người oán trời trách người hiện nay ở trong xã hội rất nhiều người oán trời trách người quá nhiều đều cảm thấy mình không có lỗi lầm lỗi lầm đều ở người khác không những không biết mệnh trời mà ngay cả bản thân mình cũng không biết cho nên nền giáo dục Phật pháp Phật dạy điều gì chân tướng của vũ trụ nhân sanh vũ trụ là môi trường sống của chúng ta nhân sanh là chính mình nền giáo dục Phật giáo không có gì khác chính là dạy bạn thật sự biết mình nhận biết bản thân và biết rõ hoàn cảnh sống của mình có thể hiểu rõ ràng hiểu minh bạch chân tướng này rồi thì bạn chính là bồ tát bạn chính là phật phật bồ tát là người sáng suốt mà thôi trước đây lão pháp sư đàm hư cũng thường nói Một người sáng suốt Như định không oán trời Không trách người Họ mới có thể tiếp nhận được Lời giáo huấn của Phật Đà Mới có thể y giáo phụng hành Một cách rất quan hỷ Ở trong nghịch cảnh khổ nạn cùng cực Họ phải làm nên một hình ảnh tốt Ở trong mỗi niệm Đều có thể quên mình vì người Thấy ra Sai lầm của hầu hết đại chúng xã hội Ở chỗ nào Đại chúng xã hội Tham tiền của Thì Bồ Tát thị hiện xã tiền của Đại chúng xã hội tranh danh đoạt lợi Thì Bồ Tát thị hiện buông xả danh lợi Tại vì sao phải làm như vậy? Cách làm này chính là dạy học Vì người diễn thuyết Biểu diễn cho họ xem Bồ Tát sống ở thế gian này Không vì mình Mà là vì chúng sanh Là đến để diễn kịch hy vọng vở kịch này khiến cho người xem giác ngộ khiến cho người xem hiểu rõ khiến cho họ quay đầu đâu phải là vì chính mình là biểu diễn gì người khác đây chính là đại từ đại bi đây chính là tinh thần của bồ tát địa tạng được rồi chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Tứ Thiên Vương Đây là Phật Gọi tên của họ Khi gọi tên Thì lời khai thị ở phía dưới Là vô cùng quan trọng Gọi tên là để nhắc nhở họ Địa tạng Bồ Tát Nhược ngộ sát sanh giả Thuyết túc ương đoạn mạng báo Bên dưới là điêu ra Mấy điển hình Về việc dùng phương tiện khéo léo Giáo hóa chúng sanh Của Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta phải nên học tập Ương là tai ương Tai nạn Ở trong một đời rất nhiều Thường xuyên gặp phải việc gì cũng bất như ý Quả báo bệnh khổ đoán mạng Do nguyên nhân gì? Sát sanh Nghiệp sát quá nặng Chúng ta tự mình cũng cảm thấy Trong đời này của chúng ta thường hay nhiều bệnh Thường hay bị ốm đau Phải biết nguyên nhân là gì? Do nghiệp sát Tuy trong đời này không có tạo nghiệp sát. Nhưng bạn đời trước, Phật nói tinh kinh là nói sự thật. Muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Những gì chúng ta thọ nhận trong đời này là do tạo nhân đời trước. Nếu bạn hiểu rõ tình hình sự thật, chúng ta ngày nay bất luận thọ nhận tai nạn gì, cứ yên tâm tiếp nhận do đời trước tạo nhân không tốt hiện tại cần phải nhận quả báo nhận quả báo công oán trời không trách người thọ xong là hết rồi là hết nợ rồi nếu như bạn nhận quả báo bạn còn oán trời trách người thì phiền phức lớn rồi đời này thọ nhận rồi lại tạo nghiệp ác thì đời sau vẫn tiếp tục thọ nhận nhận hoài không dứt cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi thì những gì chúng ta thọ nhận đến đời này là xong rồi Trả dứt nợ rồi Báo hết rồi Một đời này nỗ lực tu thiện Nhất định không sát sanh Không những không sát sanh Mà còn nhất định không làm việc Não hại chúng sanh Không những không được làm Mà còn không được Có ý nghĩ này Vậy thì tương lai Quả báo của chúng ta sẽ tụ thắng Đời này thời gian rất ngắn cho dù sống đến một trăm năm cũng chỉ thoáng qua như cái khải móng tay mà thôi thời gian trôi đi rất nhanh đọc xong câu này nhất định không được sát sanh chúng ta nhìn thấy người thọ báo trong thế gian thì biết muốn biết quả đời sau xem việc ngày nay làm chúng ta đời này khởi tâm động niệm tất cả tạo tác là quả báo của đời sau nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy nhược ngộ thiết đạo giả thuyết bần cùng khổ sở báo hiện nay thế gian có rất nhiều dùng còn lạc hậu giống như châu phi chúng ta thử xem thường hay đăng tin người bên đó bị nỗi khổ đói lạnh đây là cộng nghiệp họ không biết quả ắt có nhân nhân của đói lạnh nghèo khổ khổ sở là trộm cắp Phạm vi của trộm cắp Vô cùng rộng lớn Ở trong Phật Pháp định nghĩa là Không cho mà lấy Tiền của có chủ Họ chưa có cho bạn Bạn đã cầm lấy rồi liền gọi là trộm cắp Nhưng phương thức của trộm cắp rất nhiều Có một số người họ gửi đến Hoàn toàn không phải là do cam tâm tình nguyện Là bị ép buộc Bạn có quyền uy Bạn có quyền thế không thể không định hót bạn không thể không dân tặng cho bạn vẫn là trộm cắp Phạm là dùng thủ đoạn không chính đáng Tâm lý không chính đáng Thì những gì bạn có được Thấy là trộm cắp Phạm vi này rất rộng Ở trong giới kinh nói vô cùng tường tận sẽ được loại quả báo như vậy Nhược ngộ tà dâm giả Thuyết tước cáp uyên ương báo Chữ tước Ở trong chú giải của Đại sư Thanh Lương Đặc biệt chú thích rõ ràng với chúng ta là chim khổng tước Hay nói cách khác Quả báo của tà dâm là làm xúc sanh Là giao đường xúc sanh không muốn đi vào đường xúc sanh không nếu không muốn vào đường xúc sanh thì tuyệt đối không được gieo cái dân này cho nên bồ tát phía trước vừa mở miệng liền nói mười nghiệp ác ở trong tam phước dạy chúng ta tu mười nghiệp thiện tu mười nghiệp thiện thì những quả báo bất thiện này đều không còn nữa nếu bạn không tu mười nghiệp thiện mà tạo mười nghiệp ác thì quả báo nhất định không thể tránh khỏi được rồi nhược ngộ ác khẩu giả thuyết quyến thuộc đấu tranh báo chúng ta cũng thường hay nhìn thấy người trong gia đình cãi nhau mỗi ngày không phải oan gia thì không gặp nhau mà tại vì sao người trong gia đình này bất hòa là do quả báo nói lời thô ác ở trong đời quá khứ nếu như trong đời này vẫn không sửa đổi thì phiền phức đó là lớn rồi gia đình đó của họ sao có thể hòa được chứ ở trong ngạn ngữ thường nói gia đình hòa thuận thì mọi việc hưng thịnh gia đình bất hòa nhất định sẽ suy bại rồi nhược ngộ hủy bán giả thuyết vô thiệt sang khẩu báo Khẩu nghiệp có bốn loại Đặc biệt nêu ra nói lời thô ác Phía sau phỉ bán là đã bao gồm nói dối Nói hai chiều, nói theo dệt Là bao gồm ở trong câu này Phỉ bán đặc biệt là phỉ bán phật pháp nhưng các vị phải biết hiện nay xã hội phần đông cho là phật giáo là tôn giáo tôn giáo là mê tín phật giáo là mê tín nhất là hạng thấp nhất ở trong tất cả mọi tôn giáo vì sao vậy tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần Một vị chân thần duy nhất Phật giáo là đa thần giáo Là thần giáo tràn lan Cái gì cũng lễ lại Nên đó là thuộc về tôn giáo cấp thấp Không được ai xem trọng Thế là bị quán đại quần chúng xã hội phỉ bán Họ tạo cái nghiệp này rất nguy hiểm kiểu phỉ bán này của họ chúng ta có nên trách họ hay không không nên phải trách chính mình chúng ta chưa có đem nó giải thích rõ ràng chưa có giảng giải minh bạch khiến họ sanh ra hiểu lầm cho nên chúng ta gặp phải người phỉ bán phật pháp phải quay trở lại tự trách chính mình không được trách họ họ chưa có hiểu rõ ràng chưa có hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta phải có trách nhiệm nhưng mà việc phỉ bán của họ tất nhiên sẽ có quả báo chúng ta phải giúp đỡ họ giúp họ sám hối giúp họ nhận thức phật pháp nhận thức đại thừa giống như trong lịch sử có ghi chép bồ tát thiên thân lúc đầu học tiểu thừa học tiểu thừa thì đi phỉ bán đại thừa sau đó anh của ngài là bồ tát vô trụ giảng giải cho ngài biết ngài hiểu rõ rồi liền sám hối ngài phát nguyện tự cắt lưỡi của mình anh của ngài nói là không cần thiết như vậy Em hãy dùng lưỡi của mình trước đây đã phỉ bán đại thừa, hiện tại hãy dùng nó để tán thán đại thừa, chẳng phải là hay hơn sao? Cho nên ngày gì sau liền tán thán đại thừa. Tuyên dương đại thừa, đây là pháp môn sám hối. Sửa chữa lỗi lầm, ngài đã được độ rồi. chúng ta muốn cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này không có gì khác hãy hết lòng hết sức tuyên dương đại thừa phải giúp họ nhận thức rõ ràng Diện mạo chân thật của Phật Pháp Khiến cho họ quay đầu Không những không phỉ bán mà còn khen ngợi thêm Tôi hôm nay giảng kinh Thuyết Pháp Ở trên bục giảng này Đã 40 năm rồi Tôi 33 tuổi đã đi ra giảng kinh Năm nay đã 72 tuổi rồi Tính theo tuổi ta là 40 năm rồi Vẫn có rất nhiều người phỉ bán tôi phải nên tiếp nhận như sau gì do tôi tạo khẩu nghiệp quá sâu khi chưa học phật phỉ bán phật pháp tôi cũng nói nó là mê tín tôi đã tin cơ đốc giáo tin hồi giáo tôi đã trải qua hai năm trong cơ đốc giáo và một năm trong hồi giáo ấn tượng của tôi vì hai đạo ấy rất tốt cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý trong phật pháp tôi chưa có cơ hội tiếp xúc pháp sư không có người nào giảng rõ ràng đạo lý của Phật Pháp cho tôi Nên không biết Cũng cho rằng Phật Pháp là mê tín Phải phá trừ mê tín Nên nghiệp tội của tôi tạo rất nặng Làm cho thân Phật chảy máu Là tạo tội nghiệp của địa ngục vô gián Lúc nhỏ không biết Thời kỳ kháng chiến, ít trường học Trường học là gì? Chùa chiền Chính phủ tịch biên chùa chiền hết Lấy chùa chiền làm trường học lấy Đại Hùng Bảo Điện làm hội trường Điện nhỏ kế bên là phòng học Tượng Phật Bồ Tát cũng không đến nổi Thấy đều gom lại tập trung một chỗ Cho vào trong một căn phòng Rồi dán giấy niêm phong Trẻ con chúng tôi Nghe nói trong đó có rất nhiều tượng Phật Bồ Tát Có thể đem ra chơi được Liền đục lỗ trên cửa sổ Chui vào trong đó Lấy tượng Phật ra làm đồ chơi sau khi chơi xong rồi liền dứt đi Là phá hoại rồi Do tò mò lấy tượng Phật điêu khắc bằng gỗ Chẻ ra Xem thử bên trong có gì không Bên trong bụng có nào là sợi tơ Rất nhiều trò Còn có bùa chú nữa Chúng tôi tạo loại tội nghiệp này Mà không biết Thầy giáo cũng không nói Thôi thật ra dù có nói Chúng tôi cũng chưa chắc chịu phục Cho nên là tạo tội nghiệp phỉ bán Phật Pháp vì sao học Phật mới biết Đây là tạo tội nghiệp địa ngục vô gián Hôm nay chúng tôi giảng kinh thuyết pháp 40 năm rồi Mà vẫn còn bị người khác phỉ bán Làm nhục là đáng lắm Có lẽ là tội nặng Nhưng quả báo nhẹ Tôi lúc nhỏ đi học là rất tinh nghịch Thầy của tôi rất yêu thích tôi nhưng cũng rất khó quản lý dạy dỗ tôi Trí nhớ của tôi rất tốt Sách đọc qua một lần là có thể ghi nhớ Cho nên không chịu đồng nữa Ứng phó với thi cử Trước khi thi khoảng 10 phút Để tôi xem qua sách một lượt Thì nhất định thi đổ Giả lại tôi thi cử chỉ cần 60 điểm Thêm một điểm cũng không có Tôi không tranh danh Không đoạt lợi Lúc nào cũng nộp bài trước tiên Thầy giáo nhìn thấy đều lắc đầu có thể lấy điểm tốt nữa mà không chịu lấy vì sao vậy ra đi chơi quan trọng hơn chỉ cần mỗi năm tôi đều lên lớp là được rồi là đạt được mục đích rồi yêu cầu của các vị chẳng phải là như vậy sao yêu cầu của thầy cô và phụ huynh tôi đều thỏa mãn ước nguyện của họ nhưng bản thân tôi thì sao thích chơi trò của riêng mình tôi đọc sách rất nhiều nhiều hơn so với bạn học bình thường thư viện trong trường học tôi đọc những sách mà tôi yêu thích nên thưởng thức của tôi phong phú hơn người khác Những tiểu thuyết cũ của Trung Quốc Tôi bắt đầu đọc từ năm lớp 3 tiểu học Đọc đến năm thứ nhất cấp 2 là đọc xong rồi Không đọc nữa Tiểu thuyết hay Thì hầu như đều đọc qua 4 năm lần Giống như bốn cái tiểu thuyết lớn như Tây Du Ký Tam Quốc Diễn Nghĩa Thủy Hữu Truyện Hồng Lâu Mộng đại khái mỗi một loại đều đọc qua năm sáu lần hơn nữa sách gì như vậy tốc độ tôi đọc là không quá một tuần là đọc xong tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi cho nên từ năm đầu cấp 2 trở về sau tôi không còn đọc tiểu thuyết nữa buổi tối đi xem kịch Ban ngày xem tiểu thuyết Buổi tối thì đi xem kịch Đời học sinh của tôi rất có ý nghĩa Thầy của chúng tôi đều biết Thầy hiệu trưởng đều biết Tôi nói với thầy hiệu trưởng Trường học hiện nay chẳng qua là chỗ để kiếm văn bằng Học gì mà thôi Học xong chẳng dùng được Tôi học những thứ này tương lai có tác dụng gì chứ Nên thầy của tôi cũng không có cách gì đối với tôi tạo nghiệp thì tạo rất nhiều nhưng vẫn xem như là còn chút thiện canh là không hại người khác không làm phương hại xã hội sau khi tiếp xúc phật pháp mới biết được mới hiểu được đạo lý này nỗ lực đoạn ác tu thiện trước khi tôi chưa có học phật nhiều người đã chấm tử vi cho tôi Đều nói tôi không thể sống qua 45 tuổi Bản thân tôi cũng tin như vậy Không có chút nghi ngờ nào Vì sao vậy? Theo như những nghiệp mà mình đã tạo trước đây Thì sao có thể trường thọ được chứ? Không có đạo lý này Cho nên cái năm 45 tuổi đó Bị một trận bệnh Tôi cũng không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc Giống như cư sĩ Lý Mộc Nguyên vậy Thọ mạng đã đến rồi Thầy thuốc chỉ có thể trị bệnh chứ không thể trị mạng Nên tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm một tháng thì bệnh đã khỏi rồi Cũng không có sao cả Chúng tôi hồi tâm chuyển ý Đem trí huệ và một chút xíu năng lực Thân thể này của mình Hoàn toàn Hiến dân cho phật bồ tát làm việc cho phật bồ tát không phải vì chính mình nữa nhà phật nói là thưa nguyện tái lai chúng ta chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực không cần đợi giảng sanh thế giới tây phương cực lạc rồi mới trở lại không cần nữa hiện tại đem nghiệp lực đổi thành nguyện lực là xong ngay tức là thừa nguyện tái lai rồi tôi đổi được rất có hiệu quả lý mộc nguyên đổi được cũng có hiệu quả đây là đang biểu diễn cho các bạn xem hai người chúng tôi làm được thì mọi người các bạn thấy đều có thể làm được chính là bạn có chịu đổi hay không mà thôi vừa thay đổi thì ý nghĩ liền thay đổi rồi khởi tâm động niệm vì phật pháp vì chúng sanh tuyệt đối không được có một ý nghĩ gì mình ta vì phật pháp vì chúng sanh ta vẫn vì mình nữa có được không không được chân thật là một trăm phần trăm vì phật pháp một trăm phần trăm vì chúng sanh tuyệt đối không cho phép có một mảy may ý nghĩ gì mình thì bạn có thể chuyển trở lại được và lại chuyển rất nhanh thế thì chúng ta tham gia câu lạc bộ của phật bồ tát tham gia ngành nghề này của phật bồ tát rồi liền ở trong ngành nghề này không có lý nào không thể chuyển lại được giảng kinh thuyết pháp có cần học hay không không cần học học à không thể học được tâm của bạn giống như tâm phật vậy văn tự này là văn tự của phật từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa bạn tự nhiên sẽ thấy ra được tự nhiên sẽ bộc lộ thôi không phải bạn sưu tập chuẩn bị tài liệu mới có thể giảng được không có cái chuyện đó pháp vốn ngay đó từ trong tự tánh bộc lộ ra Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Các vị chẳng qua học được một chút phương pháp cơ bản từ trong nội điển. Chúng ta mới học nên chưa được vào cảnh giới của Phật. Nhất định phải dựa vào cách nói của Tổ sư Đại đức để nói. Không được nói sai đi những nội dung của các ngài. Nhưng mà chính mình thật sự phát tâm hoằng pháp lợi sanh thì nhất định phải vào cảnh giới không vào được cảnh giới thì chỉ ăn bánh vẽ đếm của báo dùm người khác toàn là của người khác chứ không liên quan gì tới mình muốn vào được cảnh giới phải buông xả triệt để buông xả tự nhiên liền nhìn thấu nhìn thấu là gì sáng tỏ rồi tánh tướng lý sự nhân duyên quả báo biết rất rõ ràng gọi là nhìn thấu sự việc đó là như vậy xem tiếp kinh văn dưới đây nhờ ngộ sân huệ giả thuyết xú lậu lung tàn báo bạn xem quả báo nóng giận là ở địa ngục những hiện tượng trong địa ngục đó chúng ta xem địa ngục biến tướng độ ở trong phật pháp nói lại thử xem ở trong những tôn giáo khác cũng có địa ngục biến tướng độ tuy những tôn giáo khác không có nói đến lục đạo chí ít họ cũng nói tam đạo họ có nói về thiên đường cõi người và cũng có nói địa ngục vẽ hình ảnh trong địa ngục không có cái nào là đẹp đẽ hình dạng vô cùng khủng khiếp đó là xú lậu lung tàn đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác một niệm tâm sân khởi lên mở ra trăm dạng cửa chướng ngại xấu xí tàn tật là hoa báo địa ngục là quả báo không thể không biết nếu như tướng mạo của chúng ta là xấu xí tàn tật thì biết được là do tâm nóng giận rất nặng tâm đố kỵ rất nặng nếu như chúng ta có thể sửa đổi trở lại phát tâm từ bi có thể thương xót tất cả chúng sanh yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh quan tâm tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh thì tướng mạo sẽ biến đổi cho nên bạn tu hành có công phu hay không đừng xem người khác chỉ xem tướng mạo của mình thử xem tướng mạo thể chất của bạn ba năm trước cùng với ba năm sau tướng chuyển theo tâm tâm bạn thanh tịnh thì có tướng thanh tịnh tâm địa từ bi họ liền có tướng từ bi Tâm địa trí huệ Họ liền có tướng trí huệ Tâm địa ác độc Họ liền có tướng ác độc Điều này đâu có thể giấu người ta được chứ Là không thể giả bộ được rồi Người thế gian thích đẹp Phải đi chỉnh sửa sắc đẹp Càng sửa càng tệ hại hơn Tôi nhìn thấy rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ Khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ còn thấy được Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong Thì tướng mạo trở nên rất kỳ lạ Không đẹp chút nào Tướng đó là gì? Là giả tướng Tâm chưa có chuyển Cho nên phải biết Tướng dù có chỉnh sửa như thế nào Chỉnh sửa đẹp đi nữa Mà tâm họ không tốt Thì cái tướng đẹp đó sẽ biến thành tướng xấu xí hiểu rõ đạo lý này thì việc gì phải tốn tiền oan uổng để đi giải phẫu thẩm mỹ chứ hãy đều chỉnh tâm tâm biến đổi rồi thì tướng sẽ biến đổi thôi cho nên thân thể cũng không cần đi tìm thuốc men hay tẩm bổ gì cả không cần thiết tâm tốt rồi thì thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Tôi xưa nay không có tìm người nào đến để giúp chữa trị cho cơ thể khỏe mạnh không có. Từ trước đến giờ không uống thuốc bổ. Người ta tặng cho tôi nào là nhân sâm, sâm cao ly, tôi liền chuyển tay tặng cho người khác. Tôi không uống những thứ đó, cũng không tiêm nhiễm bao giờ. phải điều chỉnh từ nơi tâm không cần chú trọng thân thể lúc nào cũng muốn chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh cái gì thử nghĩ xem bạn không thể phá thân kiến được ý nghĩ tự tư tự lợi của bạn không dứt bỏ bạn vẫn dính chặt thân tướng trên kinh kim cang dạy chúng ta một nguyên tắc tu hành cơ bản là không ngã tướng không nhân tướng không chúng sanh tướng không thọ giả tướng bốn tướng bạn có đủ rồi bạn vẫn chấp trước mà thân tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh được chứ thân tâm không thanh tịnh thì cơ thể của bạn làm sao khỏe mạnh được cái gì phải biết khỏe mạnh nhất là trở về với tự nhiên tự nhiên luôn vô tư Tự nhiên luôn vô ngã Cho nên trong Kinh Kim Cang nói Phá bốn tướng chính là trở về tự nhiên Tự nhiên là khỏe mạnh nhất Tự nhiên là thân Kim Cang bất hoại đích thực Trên Kinh Phật nói là sắc thân vàng và rộng Chúng ta ngày nay đắp tượng toàn thân đều thiếp vàng bạn thử nghĩ có đẹp hay không Nếu như một người mặt mày đều là màu vàng rồng hết Thì người đó là quái nhân rồi Tôi tin là không có ai thích họ cả Vàng là pháp tượng trưng Ở trong mọi thứ vật chất Tại vì sao vàng được xem là quý nhất vậy Vì vàng không đổi màu Cho nên vàng đại biểu cho bất biến Mất biến là thật Bị biến đổi thì là giả Chân tâm lìa niệm Đó liền gọi là giả Màu vàng Trên Kinh Hoa Nghiêm có Pháp tượng trưng Các gì đều xem qua rồi Nói thế giới kim sắc Đó là bất biến Vọng tâm là có thể biến Chính là giả Nên vàng đại biểu cho bất biến Bất biến là chân tâm bất biến là nhất tâm hai tâm liền biến đổi ngay cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng không nên chết cứng ở trên câu chữ chết cứng thế thì sai rồi nếu bạn khuyên một người học phật họ nói tôi không muốn học phật học phật trên người toàn là màu vàng khó xem quá cho nên nhất định phải hiểu nghĩa thú trên kinh nói thật sự kinh phật rất khó hiểu khó ở chỗ là ý ở ngoài lời nói nên bạn phải biết nghe kinh văn cũng vậy ý ở ngoài văn tự chứ không ở trong văn tự văn tự là để dẫn đường trong thiền tông gọi là ngón tay chỉ mặt trăng là rất có đạo lý nó là ngón tay bạn phải hướng theo ngón tay này của họ mới có thể nhìn thấy sự thật cho nên nó không ở trên văn tự không ở trên ngôn thuyết nhưng nó cũng không lìa văn tự cũng không lìa ngôn thuyết bạn mới có thể thể hội được nghĩa chân thật nghĩa chân thật nghĩa chân thật là tự tánh tự tánh vốn đầy đủ trí huệ vốn đầy đủ đức năng đây là nghĩa chân thật mà như lai nói cho nên nghĩa chân thật Cũng không phải là nghĩa chân thật Của Thích Ca Mâu Ni Phật Mà nói nghĩa chân thật của Như Lai Như Lai là tự tánh Là tên gọi của tánh đức Là một trong mười danh hiệu của Phật Chứ không phải của riêng một người nào Nhược ngộ, kiên, lận giả Thuyết sở cầu vi nguyện báo đây chính là nỗi khổ cầu không được Ở trong tám thứ khổ Tại vì sao họ cầu không được vậy? Keo kiệt Không chịu buông xả bố thí Cho nên cầu gì cũng không được Tôi 26 tuổi học Phật Vào lúc đó Tôi tiếc là nghe được Phật Pháp quá trễ Phật Pháp hay như vậy Tại vì sao không biết sớm một chút Nói thật ra đã khiến cho tôi Xin khởi niềm tin Đối với Phật Pháp là gì quá khó Quá khó Tôi đã kể với các chị rồi tôi lúc trẻ hơi có chút thông minh có chút trí huệ và có chút tài hùng biện người nào có thể thuyết phục được tôi là không đơn giản thời tôi còn đi học ở trường vẫn chưa từng gặp được đối thủ cái chết tôi có thể nói thành sống tôi rất giỏi ăn nói chuyên đi tranh luận với người ta chuyên chủ trương ngược lại với người ta Tôi có thể nói ra một tràng đạo lý Cho nên có thể làm cho tôi tin Phật Thuyết phục được tôi Thì không phải dễ dàng Tôi gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ Thế là đã thuyết phục được tôi Đây là nhà triết học lớn của Trung Quốc đương đại có uy tín trên thế giới Không phải đẳng cấp quốc gia Là nhà triết học lớn đẳng cấp thế giới Thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi Tôi mới tin Thái độ của tôi đối với Phật Pháp Là chuyển biến lớn 180 độ Liền vào trong chùa chiền tìm kinh sách để xem Cũng là do duyên sâu dậy Tôi tiếp xúc kinh Phật Đại khái khoảng một tháng Thì quen biết đại sư chương gia Trong kinh điển Chỗ nào có ghi vấn khó xử lý Thì đích thân thầy giải quyết giúp tôi Thầy vô cùng từ bi Mỗi tuần dành cho tôi hai giờ đồng hồ Tôi thỉnh giáo với thầy Tôi theo thầy học ba năm Nền tảng Phật Pháp của tôi Là được đặt từ chỗ thầy thầy dạy cho tôi nhìn thấu buông xả dạy tôi bố thí cho nên học phật nên học với ai nên học với người thầy nào mà trong tâm bạn thấy khâm phục nhất lời người này nói ra bạn phục tùng một trăm phần trăm làm được một trăm phần trăm nếu như đối với vị thầy này thầy giáo tốt đi nữa rất có đạo đức tài năng trí huệ mà bạn không có niềm tin đối với họ thì bạn học theo họ cũng uổng công bạn không có niềm tin đối với họ những gì họ nói ra bạn không thể y giáo phụng hành cho nên lão sư cùng học trò hợp nhau là vô cùng quan trọng lão sư yêu thương bảo vệ học trò học trò tôn kính lão sư lão sư thật sự chịu dạy học trò thật sự chịu học những gì đời này tôi gặp được là do đời trước kết duyên tốt Phương Lão Sư dạy tôi, dạy chỉ một mình tôi Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh Thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc đến chuyện này Diện trưởng của Thư viện Tân Á trước đây ở Hồng Kông Là tiên sinh đường quân Nghị Đây cũng là nhà triết học lớn cận đại Là học trò của Lão Sư Phương Chúng tôi là học trò khác thế hệ của Lão Sư Phương Vị này có thành tựu kiệt xuất trong triết học Thiên sinh đã qua đời rồi Đường quân nghị Có lẽ lớn hơn tôi khoảng chừng 10 tuổi Được gặp những người này Chúng ta ở trên đường Bồ Đề Mới thuận buộc xuôi gió Đại sư Trương Gia gặp được tôi Thầy yêu thương chăm sóc tôi tận tình Mỗi tuần thầy dành cho tôi 2 giờ đồng hồ Tôi có lười biến cũng không được Lười biến mỗi lần không đến Thầy liền gọi điện thoại Hoặc sai người đến hỏi thăm tôi Xem có phải bị bệnh không Chỉ sao không đến Bạn nói xem sự nhiệt tình như vậy Khiến cho bạn không thể không đến Đây là thật sự chịu dạy Cho nên ân đức của lão sư đối với tôi Tôi niệm niệm không quên. Sau khi hai vị lão sư qua đời, tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, theo học thầy 10 năm. Lý lão sư là vô cùng quan tâm, vô cùng yêu thương. Ở trong cửa Phật có cầu ác có ứng. Là đại sư chương gia dạy cho tôi Lão sư nói khi con cầu mà cầu không được Là do con có chướng ngại Có nghiệp chướng Tôi liền hỏi vậy làm thế nào Lão sư bảo sám hối tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu trừ rồi Con cầu cái gì Cái đó hiện tiền ngay Tôi cầu thôn di đà Cầu 16 năm có nghiệp chướng nên không thể hiện tiền Có lẽ hiện nay nghiệp chướng đã tiêu cũng khá nhiều rồi Nên nó chín mùi thành tựu rồi Bạn có nghiệp chướng thì không được Nhất định phải tiêu nghiệp chướng Muốn tiêu nghiệp chướng phải thật làm Tâm hạnh của mình phải vào cảnh giới Phật Chúng tôi ở trên bục giảng Biểu diễn nếu các vị đồng tu nghe thật tỉ mỉ Bạn có thể nhận ra được Vô lượng thọ kinh Tôi đã giảng 10 lần Lần này là lần thứ 10 Hầu hết đều có băng ghi âm Các bạn nghe xem Mỗi lần mỗi khác Không phải tôi có gì cất giữ Không chịu giảng Phải để đến lần thứ hai mới giảng Không phải vậy Do cảnh giới này mỗi năm mỗi khác Cảnh giới mỗi năm mỗi khác Là chứng tỏ Nghiệp chướng Mỗi năm đã tiêu được một ít Nghiệp chướng không tiêu được một ít Thì cảnh giới của bạn không thể nâng lên được Tôi cũng không phải là người căng tánh lanh lợi Là người căng tánh bậc trung hạ nghiệp chướng là đang tiêu trừ dần dần đang tiêu trừ mỗi năm cho nên cảnh giới mỗi năm mỗi khác bản thân tôi biết người thường hay nghe tôi giảng kinh biết họ có thể nhận ra tôi giảng kinh không có bút ký không có bản thảo tài liệu của cổ đức tôi có xem tôi có dành một ít thời gian để xem thật kỹ họ có cung cấp cho tôi một số tài liệu tham khảo nhưng khi tôi giảng hoàn toàn không dựa theo văn tự của họ mà giảng nếu dựa theo chú giải của họ để giảng là không khế hợp căn cơ họ là người của thời đại xưa đứng trước số thính chúng và người xem thời đó xã hội hiện nay lòng người hoàn toàn là khác so với trước đây cho nên chúng ta đọc tài liệu của người xưa để gợi mở trí huệ của mình chỉ có thể làm tham khảo Chúng ta phải có năng lực Quan sát căn cơ của đại chúng hiện nay Sau đó mới có thể làm được việc Ứng cơ thuyết pháp Thật sự có giúp ích Thật sự đem lại sự thọ dụng cho họ Hóa giải kiếp nạn Đạt đến Hiện tại hòa thuận ổn định phồn dinh. người nào cũng có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn đây là mục đích hướng đến của việc tu học phật pháp hiện nay ở trong cửa phật quả thật có cầu ắt có ứng cầu làm phật cũng có thể thành tựu được huống hồ những cái khác làm phật là khó nhất làm phật còn có thể cầu được thì tất cả những thứ vinh hoa phú quý của thế gian phía dưới chỉ là chuyện nhỏ đâu có lý nào không đạt được chứ chúng ta cần phải có niềm tin nếu bạn muốn có cầu ác có ứng Không có gì khác là tiêu nghiệp chướng Lời giáo huấn này Của Đại sư Trương Gia Tôi luôn nhớ kỹ trong đời này Y giáo phụng hành Nhược ngộ ẩm thực Phô độ giả Thuyết cơ khác yết Bệnh báo câu này dễ hiểu là tham ăn xã hội hiện nay có rất nhiều bệnh lạ trước đây chưa từng nghe nói bao giờ bệnh từ đâu mà ra vậy trong ngạn ngữ nói rất hay bệnh từ miệng vào hóa từ miệng ra khẩu nghiệp phía trước đó là tai họa tai họa đều sinh ra từ trong khẩu nghiệp bệnh tật đều từ ăn uống mà ra bệnh từ miệng vào Tôi lần này ở Hồng Kông Có một vị đồng tu kể cho tôi nghe Cậu ấy nói đây là người thật việc thật Là xảy ra tại Hồng Kông Đây là tin thời sự xã hội Nên đại chúng đều biết Là mấy năm trước Có hai mẹ con nhà nọ thích ăn hải sản mỗi ngày đều ra dịnh để mua hải sản tươi sống chứ không phải tự mình bắt là mua đồ sống về chiết tự nấu ăn đến cuối đời người mẹ này đã mắc một căn bệnh lúc phát bệnh liền nói với mọi người Nước rất lớn Chỗ nào cũng là bùn cát Bò lung tung trong phòng Giống như là bò lên bờ vậy Là giống như hình ảnh của những con hải sản vậy Vì sao trên người bị lỡ loét hết Rồi chết đi Sau khi chết đi Thì con gái bà Cũng bị loại bệnh giống như vậy Sau này cũng vô phương cũng đi tìm cầu thần khẩn Phật khắp nơi Và gặp được một vị Pháp Sư Pháp Sư liền nói với cô ấy Đây là quả báo một đời sát sanh Ăn hải sản của cô Hãy mau mau sám hối Liền dạy cô phóng sanh Dạy cô ăn chay Người con gái này của bà Lúc đó chịu làm theo Nhưng vẫn không kịp nữa Vẫn phải chết Bạn bè thân thích của cô nhìn thấy hình ảnh đó thì dính diễn ăn chay trường không dám ăn những thức ăn mặn này nữa là người thật diệt thật hình dạng lúc chết là giống như những loài thủy sản vậy quả báo rành rành hiện ra trước mắt cho bạn xem tuy là tin thời sự xã hội nhưng tôi thấy tiệm bán hải sản ở hồng kông người vẫn ngồi chật kín thật sự là căng cường khó giáo hóa bồ tát gặp phải những sự việc này hiện nay cần phải quay đó thành phim ảnh để chiếu khắp nơi trong tiệm hải sản nên treo thêm vài bức tranh về những quả báo này để cho họ xem thật quá đáng sợ Kiếp đau binh của thế gian từ đâu mà ra vậy? Là từ ăn thịt chúng sanh mà ra Người hiện nay Mỗi người đều rất chú trọng đến sức khỏe cơ thể Muốn cơ thể khỏe mạnh thì tốt nhất là ăn chay Trong ăn chay tốt nhất là ăn rau sống Tôi hiện nay ăn rau sống Đã ăn hơn 2 tháng rồi Cho nên mọi người nhìn thấy tôi rất gầy Người gầy xuống Tôi liền nói với họ sức khỏe không tốt Là do giao tiếp quá nhiều Tốt nhất là bớt tiếp xúc với tôi Nhưng trên thực tế Đời sống hiện nay đang thay đổi Lần đầu tiên Tôi thay đổi là ăn chay trường Vào lúc đó cơ thể rất gầy Khoảng gần 2-3 năm sau Thì thể chất dần dần hồi phục trở lại Hiện tại làm cuộc thay đổi lần thứ hai Ăn rau sống Tôi hơn 2 tháng nay không ăn cơm Hoàn toàn ăn rau sống Sáng sớm ăn một chén cháo loãng Ăn hai cuộn rau sống Một chén canh Hôm nay chúng ta có làm hay không? nếu như có làm hãy mang vài cuốn chúng ta đem đến phòng ăn mời lão hòa thượng ăn nhé không có dầu không có muối hoàn toàn ăn rau sống tôi thường hay nghĩ bò dê ăn cỏ mà cơ thể khỏe mạnh như vậy nó cũng không có ăn dầu muối càng nghĩ thì càng có đạo lý các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi sau khi tôi ăn được hai tháng nay cảm thấy rất thoải mái thật sự là có lợi ích chúng ta phải chú ý việc ăn uống đặc biệt là việc ăn uống hiện nay hiện nay lòng người không tốt những nơi khác thì tôi không biết nhưng tình hình đài loan thì tôi biết heo ở đài loan sáu tháng là giết rồi Thức ăn nuôi heo Đều là thuốc hóa học Dục cho heo mau lớn Nó lớn rất nhanh Sáu tháng thì bị giết rồi Cho nên ở trong thịt của nó Đều có chứa độc tố ở trong đó Không bình thường Thêm nữa Trước đây Gia súc Đều là nuôi thả rong Khi chưa có giết Thì đời sống của nó rất tự do Rất tự tại Tâm trạng của nó rất thoải mái, rất vui vẻ Hiện nay Những loại xúc sanh này Vừa sanh ra là bị nuôi ở trong lòng Cũng giống như là bị ngồi tù vậy Cả đời bị ở tù Đến cuối cùng bị giết thịt Bạn nói thử xem nó có tâm trạng gì Trong thịt của nó chứa đầy độc tố Thì người ăn vào sao không bị bệnh được chứ Bị những bệnh rất kỳ lạ Hiện nay ăn chay cũng phiền phức Rau cải có thuốc trừ sâu Gạo nghe nói cũng có thuốc hóa học gì ở trong đó Gạo bạn thấy là rất đẹp Có độc Đúng như trên kinh nói là Ăn đắng uống độc Chúng ta ngày nay là sống loại đời sống này Nhà nông chúng ta ở Đài Loan bản thân họ ăn rau là do tự mình trồng phân biệt khác với rau bán ra họ nói rau bán không được ăn vì có độc họ biết độc thì bán cho người khác ăn gạo cũng là như vậy gạo họ ăn là tự mình trồng ở đám ruộng khác còn gạo bán là trồng ở đám khác bán cho người ta đều tách biệt ra họ bán những thứ có độc này cho người khác thì bản thân họ cũng không thể tránh khỏi phải bị gặp độc hại, tâm bất thiện rồi. Chúng ta ngày nay cũng xem như là có duyên nên gặp được các đồng tu giới thiệu mới biết khí ozone có thể hóa giải được thuốc trừ sâu. Cho nên chúng tôi hiện nay ăn rau sống là phải xử lý qua bằng khí ozone, nên những thứ có độc ở trong đó thể đều phân giải hết cho nên sạch sẽ hơn nhiều so với những thực phẩm ở bên ngoài cái này cần nên ra sức phổ biến ta nên tìm công xưởng cơ khí chế tạo hy vọng họ có thể sản xuất hàng loạt chúng ta nghĩ cách để giúp họ truyền bá có cách ăn uống lành mạnh tâm lý thanh tịnh tâm lý từ bi để thân tâm khỏe mạnh không có pháp nào không phải là phật pháp 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 đều là Phật pháp. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Nam A Di Đà Phật. Nam Phật.